hoặc lại sao chép trang trí đẹp đẽ, rồi dùng vô lượng tràng hoa, các thứ hương xoa hương bổ tuyệt diệu, y phục anh lạc tràng phan lọng bóng, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc đèn sáng, hết cả vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, ta nói có được vô lượng vô biên công đức thù thắng trong hiện tại và vị lai. Khi ấy trời đế thích bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, chẳng lìa tâm của trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với bát nhã ba la mật đa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi hoặc lại sao chép, dùng các vật báu trang trí, rồi dùng các thứ tràng hoa, các thứ hương xoa hương bổ tuyệt diệu, y phục anh lạc tràng phan lọc báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc đèn sáng, hết các vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì chư thiên chúng con thường theo ủng hộ, chẳng để tất cả loài nhân phi nhân, các thứ ác duyên nhiễu hại. Lúc bấy giờ Phật bảo trời đế thích, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với bát nhã ba la mật đa này, thọ trì đọc tụng, thì khi ấy có vô lượng trăm ngàn thiên tử, vì nghe pháp đều tập trung đến, vui mừng nhảy nhót kính thọ bát nhã ba la mật đa thậm thâm ấy. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tuyên thuyết pháp tương ưng với bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy, thì khi ấy có vô lượng chư thiên tử, vân vân, đều tập trung đến, dùng oai lực của chư thiên khiến người thuyết pháp tăng thêm biện tài, nói mãi không hết. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy, thì khi ấy có vô lượng chư thiên tử, vân vân, vì kính trọng pháp, đều tập trung đến, dùng oai lực của chư thiên, khiến người thuyết pháp biện tài không sơ hở, dù có vấn nạn chẳng gây trở ngại. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với bát nhã ba la mật đa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao chép, dùng các vật báu trang trí, rồi dùng các thứ tràng hoa, các thứ hương xoa, hương bổ tuyệt diệu, y phục anh lạc, tràng phan lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc đèn sáng, hết các vật sở hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, ở trong đời hiện tại có được vô biên công đức, thắng lợi, các ma và quyến thuộc chẳng thể xâm phạm quấy nhiễu. Lại nữa, Kiều Thi Ca, hoặc có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, ở trong bốn chúng, tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy, tâm không khiếp sợ, chẳng bị tất cả vấn nạn làm khuất phục. Vì sao? Vì những kẻ ấy nhờ sự gia hộ của bát nhã ba la mật đa thậm thâm ấy, lại trong tạng bí mật bát nhã ba la mật đa này đã phân biệt các pháp rộng rãi đầy đủ, đó là hoặc pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký, hoặc pháp quá khứ, pháp vị lai, pháp hiện tại, hoặc pháp thuộc dục giới, pháp thuộc sắc giới, pháp thuộc vô sắc giới, hoặc pháp học, pháp vô học, pháp phi học, phi vô học, hoặc pháp kiến sở đoạn, pháp tu sở đoạn, pháp phi sở đoạn, hoặc pháp thế gian, pháp xuất thế gian, hoặc pháp hữu lậu, pháp vô lậu, hoặc pháp hữu vi, pháp vô vi, hoặc pháp hữu kiến, pháp vô kiến, hoặc pháp hữu sắc, pháp vô sắc, hoặc pháp cộng, pháp bất cộng, hoặc pháp thanh văn, hoặc pháp độc giác, hoặc pháp Bồ Tát, hoặc pháp Như Lai, vô lượng trăm ngàn pháp môn như vậy đều tóm thâu trong đó, lại do các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy khéo trụ pháp không nội, khéo trụ pháp không ngoại, khéo trụ pháp không nội ngoại, khéo trụ pháp không không, khéo trụ pháp không lớn, khéo trụ pháp không thắng nghĩa, khéo trụ pháp không hữu vi, khéo trụ pháp không vô vi, khéo trụ pháp không rốt ráo, khéo trụ pháp không không biên giới, khéo trụ pháp không tàn mạn, khéo trụ pháp không không đổi khác, khéo trụ pháp không bản tánh, khéo trụ pháp không tự tướng, khéo trụ pháp không cộng tướng, khéo trụ pháp không tất cả pháp, khéo trụ pháp không chẳng thể nắm bắt được, khéo trụ pháp không không tánh, khéo trụ pháp tự tánh không, khéo trụ pháp không không tánh tự tánh, hoàn toàn chẳng thấy có người vấn nạn, cũng chẳng thấy có kẻ bị vấn nạn,
cũng chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật Đa được nói. Vì vậy cho nên, này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân này, do được đại oai thần lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa hộ trì, chẳng bị khuất phục bởi những vấn nạn của người ngoại đạo. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, giảng giải sao chép, truyền bá rộng rãi, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, tâm của họ chẳng kinh hoàng, chẳng sợ sệt, chẳng khiếp hãi, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng lo lắng ăn năn. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy chẳng thấy có pháp có thể khiến kinh hoàng, sợ sệt, khiếp hãi, chìm đắm và lo lắng ăn năn. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn được vô biên công đức thắng lợi hiện tại như vậy, thì nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao chép trang trí đẹp đẽ bằng các thứ vật báu, rồi dùng các thứ tràng hoa, các thứ hương xoa hương bột tuyệt diệu, y phục anh lạc tràng phan lọng báu, các thứ ngọc quý kỹ nhạc đèn sáng, hết cả vật sở hữu cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao chép trang trí đẹp đẽ bằng các vật báu, rồi dùng các thứ tràng hoa, các thứ hương xoa hương bổ tuyệt diệu, y phục anh lạc tràng phan lọng báu, các thứ ngọc quý kỹ nhạc đèn sáng, hết cả vật sở hữu cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy thường được cha mẹ, sư trưởng, bà con, bạn bè, trí thức, quốc vương, đại thần và các sa môn, bà la môn vân vân thương kính, cũng được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, đại bồ tát quả độc giác, a la hán bất hoàn nhất lai dự lưu vân vân ở vô biên thế giới trong 10 phương nhớ nghĩ, lại được chư thiên ma phạm nhân và phi nhân, a tố lạc vân vân trong thế gian thương giúp. Thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy thành tựu biện tài tối thắng vô đoạn. Thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa thường không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thẳng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp tự tánh không, pháp không không tánh tự tánh, thường không ngừng nghỉ,